1 đến từ tổ ngữ văn xin được kính mời thí sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc cho toàn thể hội thi ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, trong xã hội hiện đại, giá trị về văn hóa luôn là điều mọi người quan tâm, trong đó có văn hóa nơi công sở. Văn hóa công sở là tổng hòa những giá trị về vật chất cũng như tinh thần. Đó là vẻ đẹp, cách ứng xử, những quy tắc trong công sở mà con người đề ra và theo đó thực hiện. Văn hóa công sở, theo cá nhân tôi, đó phải là sự, đó phải theo tiêu chuẩn của giá trị chân thiện mỹ trong đời sống. Vậy chân thiện mỹ có nghĩa là như thế nào? Chân ở đây chính là sự chân thật, thiện, đó là sự lương thiện, thiện tâm, và mỹ, đó là vẻ đẹp của con người. Chân thiện mỹ trong cuộc sống khi gắn với văn hóa công sở, nó sẽ được biểu hiện cụ thể như thế nào? Tôi xin đưa ra một vài ý kiến của mình. Về cái chân trong công sở, chân đó là sự chân thật. Trong công sở, mỗi một nhân viên trong công sở cần phải thực hiện theo đúng những quy tắc, quy định do công sở đề ra, và nhất là phải thực hiện mọi việc theo pháp luật, và trên hết là phải có lương tâm đối với nghề nghiệp, đạo đức của mình. Đó chính là cái chân thật mà người trong công sở cần phải hướng tới. Còn cái thiện, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ đã từng đi qua, và chính cái thiện đã làm nên những vẻ đẹp trong con người cũng như trong công sở. Trong công sở, nếu mọi người đều dùng cái tâm của mình để đối xử với mỗi người đều sử dụng cái lòng của mình, cái sự thật lòng, và đối xử với nhau, yêu thương lẫn nhau, hòa thuận với nhau, thì chắc chắn cái thói đố kỵ, ganh ghét trong công sở sẽ không bao giờ có. Và chúng ta cũng từ đó biến công sở, một nơi mà chúng ta làm việc hơn 8 tiếng một ngày, sẽ trở nên thành một ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Đó chính là cái thiện cần phải hướng tới. Và tiếp theo của cái thiện, cái chân đó là cái mỹ. Lịch sử đã chứng minh, trong xã hội loài người, từ thời cổ đại, con người đã hướng tới nhau và bị thu hút với nhau bởi vẻ đẹp. Chính vì thế, vẻ đẹp về hình thể hay vẻ đẹp về tri thức tâm hồn, đó là cái mà mỗi người đều phải trau dồi cho mình. Trong công sở, mỗi người khi đi làm việc đều phải thực hiện theo đúng quy định về trang phục nơi công sở. Một bộ váy hàng hiệu đắt tiền hay một đôi giày cao gót có thể làm cho bạn tự tin khi đi ra ngoài đi chơi. Nhưng trong công sở thì bạn không nên mặc những trang phục đó, bởi vì nó không thể hỗ trợ cho công việc của bạn. Một bộ trang phục quá là hở hang sẽ khiến cho người đối diện khi mà nhìn bạn sẽ có cái nhìn thiện cảm hay là không thiện cảm. Điều đó chính bạn phải biết được. Và tôi tin rằng với cái tri thức của mình thì mỗi người trong công sở sẽ lựa chọn cho mình cái trang phục phù hợp để mặc. Đó chính là chữ mỹ hoàn thiện nhất. Đó là chữ chân thiện mỹ trong công sở. Còn trong môi trường giáo dục của tôi thì tôi tin rằng chữ chân thiện mỹ càng cần phải quan trọng hơn nữa. Đó, bản thân tôi là một người giáo viên, tôi luôn dạy cho mình rằng mỗi em học sinh, chúng ta cần phải thành thật. Chúng ta thành thật với bản thân mình, chúng ta thành thật với mọi người, thì khi ra ngoài xã hội, dù chúng ta có gặp phải những điều, khi chúng ta mắc phải lỗi lầm thì mọi người cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Trong mỗi bài dạy của mình, tôi luôn dạy cho học sinh mình chữ lễ trước khi học văn, chữ nghĩa trước khi học đọc, và nhất là dạy cho các em học sinh cần phải biết yêu thương, biết thông cảm, sẻ chia với mọi người trước khi nghĩ tới lợi ích cá nhân của mình. Chỉ có như thế thì môi trường trong trường học mới trở nên nhân nghĩa, nhân đạo hơn. Và với bản thân cá nhân tôi, dù là một người còn rất trẻ, rất thích những bộ váy mang tính chất năng động, hay là có thể có sự điệu đà một chút, nhưng khi trong công sở, tôi luôn ý thức được rằng là mình tới trường, mình dạy các em học sinh, mình đứng trên bục giảng, mình phải ăn mặc làm sao để cho các em khi mà nhìn thấy mình sẽ có sự tôn trọng nhất định. Và vì thế tôi sẽ không bao giờ mặc những bộ váy trên đầu gối hay mặc những chiếc áo bằng chân chạm đáy eo để đi dạy. Điều đó sẽ làm cho các em có những cái suy nghĩ không tốt về mình.
và chúng ta cần tránh những điều đó. Có một câu nói rất nổi tiếng như thế này, giá trị của người phụ nữ không nằm trên đôi má hồng mà nằm trong con mắt của kẻ si tình. Tôi nghĩ rằng giá trị vẻ đẹp của con người là ở mỗi người và nó không do ai quy định cả. Nó chỉ được hoàn thiện khi chúng ta thể hiện vẻ đẹp đó ở đúng với môi trường mà chúng ta đang tham gia, đúng với môi trường mà chúng ta đang làm việc. Đó là quan điểm về tính chân thiện mỹ trong công sở mà tôi muốn nói tới. Và tôi xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chúc cho hội thi ngày hôm nay thành công rực rỡ.